Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hôm nay chúng ta lại trở lại với con đường huyền thoại Cống Dua các bạn ạ. Và hôm nay thì mình có một tin rất là vui cho Cống Dua, đó là có các anh chị ở dưới Hà Nội lên trải nghiệm và thăm bà con đang làm đường. Và buổi trưa hôm nay sẽ có một bữa cơm rất là ngon do chính tay anh chị và mang những cái hơi hướng ẩm thực ở dưới Hà Nội lên đây gửi cho bà con các bạn nhé. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Đấy, các anh chị và các cháu đã đi vào trong rồi. Thật ra là đây là các anh rất là thân quen đối với kênh, đối với mình. Vì anh chị đã tham gia rất là nhiều các cái chương trình trước đây ở trên kênh, thường hay giấu tên. Hôm nay thì anh chị với mình có đi mua sắm rất là nhiều các cái đồ ẩm thực ở chợ Mường Lò. Buổi sáng nay mình đã chuẩn bị khoảng 2 tiếng đồng hồ ở dưới kia, mua rất là nhiều đồ luôn. Cá này, gà này, rau củ quả rồi, nói chung là nhiều lắm. Kể cả những cái mẹt này để mà ngồi ăn cơm này. Tí nữa đi vào trong đấy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đấy. À còn cái này là cái thịt sấy này, treo lên xe đi, để anh ấy vào đấy luôn, chỉ sợ chó thôi. Cái này thịt sấy ở trên kênh mình đang làm cho bản đấy. Xuống đây hộ em cái. Bảo 2-3 người ra lấy cái đồ ở ngoài này vào xong là cho lên xe lăn, à cho lên xe ô tô bay lên trên cái hộ cái. Đây, mấy cái đồ ở xe em xong là đồ ở ngoài kia nữa cơ. Mang vào cái giỏ này để kéo lên đấy. Ở chỗ mầm non, trường mầm non đấy. Không phải gọi đâu, anh cứ ra lấy đi. Mấy anh em nữa, 2-3 người ra lấy. Anh cho lên cắt rời anh ơi. Nấu ăn ở trên kia cơ. Nấu ăn ở trên kia đúng không? Ở đây bao nhiêu nồi? 3 cái nồi à? Cẩu lên trên kia, nấu ở trên kia. Bảo khua rồi mà. Bây giờ ra chỗ làng, chỗ trường mầm non này lấy đồ vào nhé. Thế nào? Làm được nhiều chưa? Đây nhá, thịt ba chỉ đấy nhá. Bảo anh em lấy đồ hết vào đây xong cho lên ấy mà chở, cho lên cái giỏ kia mà chở. Cái này xong làm cái bạt cao cao tí. Ngồi ở cái lán này à? Đây là cái hình ảnh các cô, các chị, các anh ngồi cái lán này. Trú nắng ở đây để chờ ô tô bay về. Đấy, mọi người đang gùi cát ở trên kia kìa. Được cái hôm nay là thời tiết nó nắng rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, những cái đám lú nương xa xa kia là đang chín rồi kia kìa. Rồi. Nó không xuống à? Buộc cái dây ở đấy. Chở cát chứ à? Tí chuyển đồ lên sau hộ với nhá. Chị nhá, tí chuyển cái này lên hộ với nhá. Nghe thấy không? Chị Pâu à? Bảo tí chuyển cái này lên. Em đi lên trước nhá. Thôi, đi trước đây. Đây, áo tông đây rồi. Tí đặt lên, chuyến sau đặt lên luôn nhá. Làm ở trên, làm ở trên. Trên không có nước đâu uống đâu. Thế khua bảo có nước mà. Lấy can đi lấy. Nha. Em đi lên trên trước đây. Úi giời. Đã leo lên tận đấy rồi. Nhảy phết nhỉ.
sáng mai mới bắt đầu hàn các bạn ạ. Sáng mai là thợ vào làm lại cái lan can và hai cái đoạn hai bên này. Bán cái gì đây? Tí vui ra ngoài đường. Đi nổi không? Đi xuống đón. Cứ nhẩn nha mà đi. Đừng đi gấp quá là mệt quá đấy. Đi từ từ thôi, tí em xuống đón. Cần đón không? Không phải đón à? Ok. Chào. Chào các cán bộ cấp cao. Các cán bộ ở tỉnh tỉnh ủy, tỉnh Cống Rua. Thế nào làm cái ấy à? Tình thời đi đâu? Hả? Dây đến đấy rồi à? Thế là bây giờ mình làm đến đấy trước. Để làm đoạn đấy xong rồi dài hơn thì mình phải mua thêm một dây nữa. Mua dây khác. Hả? À, làm lên cao luôn á. Thế thì lại phải là cái dây khác mới thôi. Cái thằng hai cây đứng ở cái chú thái đấy. Tầng trên kia. Mà nó tải xuống là mới kéo xuống rồi dễ mà. Nhưng mà còn đoạn này còn dài phết đấy chứ. Còn dài thế mà kéo mình mất tiền rồi. Mất tiền rồi là vườn kia là chỉnh kia là tên lăng xuống được. À lăng đúng xóm bóp. Đúng bóp tải xuống mà lăng xuống rượu đéo nó còn thoải mái mà. Thế bây giờ cứ chôn cột bên kia xem là nó dài khoảng bao nhiêu mét để biết đường đi đặt. Vâng. Đây từ nơi từ khoảng 500 mét đấy, khoảng 400 mét đấy. Lên tận trên cao kìa. Ừ. Sang làm từng đoạn trước, đoạn này một đoạn trên này một phát, đoạn mai kia lại chuyển lên kia một phát nữa. Nếu dài dài là nhưng mà dài dài thì làm một phát. Tức là mình vẫn mua dài nhưng mà mình làm đoạn ngắn trước, đoạn đấy. Giữa trước, xong bắt đầu mình mai sau mình lại chuyển lên một đoạn. Thế thì làm cái kiểu này cần nó dễ hơn nhưng mà nó tốn công quá. Nó nhiều vì nó nhưng mà mình chỉnh xong đi là phải mất một ngày vì kia anh ạ. Đúng rồi. Mất một ngày là đúng rồi. Nhưng mà nó nhàn được bao nhiêu ngày? Kia thôi. Hả? Là cái này xung là nhả dây xung là kéo lên trên kia là làm một pha thì hết rồi. Đấy thì đang bảo là bây giờ ví dụ nhé. Mình vẫn mua dây dài, vẫn mua dây đủ nhưng trước tiên là mình làm ở cái đoạn nào mà nó gần cái đoạn mình làm đã. Đấy xong cái thời gian nó đổ qua đấy phát thì mình lại chuyển tiếp lên trên một phát nữa. Cái này làm sâu bao nhiêu? Sâu hơn mấy đấy. Một mét ba cơ à? Mét ba là sẽ ăn chắc đây. Đúng rồi. Trước mình đòi hết cái xe bên này này. Bây giờ nhưng mà kéo cái bên kia nó đang nó lột ra đây. Đúng rồi. Cái này nó phải thế. Nó phải tầm mét mấy thì mới được. Đó là tầm mấy 5, mấy 6 mới ăn được. Nhưng mà cái này thì được rồi. Xe quái đấy mà để đấy. Xe quá. Không lấy về à? Bây giờ coi như là nửa đường để xe luôn đây à? Máu nhỉ. Đỡ được một đoạn đi bộ lười mà nhỉ. Thật mà.
Bây giờ để đây là... đi bộ đây. Từ bản xuống đây xong từ cầm xe từ đây đi đúng không? Ừ. Để đây không sợ mất à? Đâu. Trên kia đào chưa? Trên kia làm chưa? Chưa. Chưa. Còn có 3 tàu với đổ. Đang đổ bê tông trên kia gì? Không, nhưng mà đang nói cái cây này cơ. Cây này á? Trên kia chưa làm. Trên kia nếu mà không chưa làm. Theo em thì làm ở cái chỗ đoạn khuỷu khuỷu vào kia, đoạn khuỷu đầu tiên kia một phát đã. Hả? Ờ, cái cây sống cũng được. Cây nào nó còn sống ấy, buộc luôn vào cái gốc của nó. Gốc nào nó chắc thì buộc vào. Xong mai sau mình lại chuyển lên trên kia một phát nữa. Phải làm từng đoạn kiểu đấy mới được. Nhưng mà chuyển thế này là sau khi nếu mà chuyển lúc ra này xong rồi mà tự lấy gì ở bên này. Làm công chi ho. Rồi. Ok. À, anh ơi. Ui ui, nó lên đến đây rồi cả mấy cái con này này. Nhanh phết nhỉ. Mệt không? Đây, các chị em thì vẫn công việc bình thường, đó là trên vai gùi cát, leo lên dốc. Xem nghiên cứu đi tìm cho em hai cái xe Win chạy đi. Chở á? Hả? Chở ấy. Có xe Win thì chở chắc nhiều hơn chở. Không chuyển được cơ lý gần đâu ấy. Cứ ly xa này vẫn phải tời. Đây, giới thiệu cả nhà, đây là gia đình anh Hưng ở dưới Hà Nội. Đấy, Su Cây. Su Cây chào các bạn nào. Khách đầu tiên đây. Cái khách nhí đầu tiên lên thăm cống rua đây. Đấy, đưa kẹo cho các bạn. Đúng rồi. Ô, các em kia sợ. Lấy kẹo. Đúng rồi. Đấy. Còn một bạn nữa đâu, chạy đâu rồi? Sợ quá, chạy đâu rồi? Đấy. Đấy. Thấy thưa, thấy các cô gùi chưa? Thôi từ rồi, tí nữa hãy sang. Đây, giới thiệu các bạn, đây là anh Phúc cùng con gái. Mệt không anh? Vui rồi. Thích. Thích à? Mệt cũng mệt, nhưng lên đây vui quá. Mệt đấy, thôi thích. Con trên này làm ăn này được. Rồi. Đây chị Thùy, vợ của anh Hưng. Được không? Chân khéo về lại. Ngủ mấy ngày. Trời, cởi áo ra. Cho mát. Trên này bà con làm cái đường này là mừng quá rồi. Vâng. Các anh em, các mạnh thường quân hỗ trợ để cho bà con làm được cái đường để đi phát triển kinh tế là mừng. Vâng. Đường này đi lại nó rất khó khăn. Vâng. Còn độ giải được bê tông giải như này là đi được quá tốt rồi. Vâng. Anh em đi lên đây thì thấy mệt, công nhận dốc cao thật đấy. Thấy cái đường nó rất vất vả cho bà con. Cái này có bê tông rồi đi nó dễ đấy. Ngày xưa cứ đi lối mòn mòn đấy. Còn nói chung là như này, cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều. Vâng. Tất cả các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ bà con trên này này rồi. Vâng, vâng. Đến với bà con trên này. Vâng. Cảm giác cái nào thanh niên Hà Nội? Con thấy mệt lắm à? Đây là còn chưa bản đó nhá, còn một nửa nữa. Lên bản nó qua cái núi kia cơ. Gọi to lên. Đấy, các anh ở đây đang ra tín hiệu thông tin về dưới để lấy cái đồ lên trước. Để cho các anh làm cơm cho bà con. Nồi niêu xong chảo đây có đủ chưa? Sáng nay bảo mang đi mang xuống chưa? Chị em kiếm cho một ít củi, còn ở đây các anh tự đạo diễn cho. Kiếm cho anh, làm cho anh hai cái bếp đi. Dao lấy đi đâu ấy? À, để làm lều à? Cắt cây. Ơ, thế củi anh Su thiết kế, bảo chị em thiết kế thì tí củi. Anh Su đi kiếm củi đi. Anh Su. Anh Su à? Không bảo cháu khoác cái ấy lên đi cho nó đỡ nóng. Khoác cái ba lô lên cái cây cái gì ấy. Nếu mà trên kia đang đổ được nhiều chưa anh? Đang đổ đống đá đó.
À, khu ở trên đấy à? Chú Tấu rồi. Có nước ở đây không? Nước có mà. Nước để rửa. À, không, nước để nấu ăn đấy, rửa nấu ăn các thứ ấy. Có vòi. Phải đi sách anh ạ. Phải đi sách từng xô đấy. Nhưng mà mượn đâu được cái chậu anh Chu nhỉ? Gọi đi. Gọi đội kia bảo là tơi ở dưới Làng Linh lên hai cái chậu. Để rửa đồ ấy. Có mấy cái nồi mà. À nồi. Nồi thanh. Ờ. Hay là bằng cái chậu xu. Nước lấy ở dưới này à? Vâng. Nước này lấy ngay chút cái khe. Ừ. Nước nương lên bên này mà. Vâng. Dây hơi trùng rồi. Trùng quá rồi đấy. Lùi ra mấy đứa cháu này, lùi ra đi. Nữa. Ôi. Ô tô bay. Đấy, giờ mang xuống. Sáng nay mua cả bạt để che nắng. Buổi trưa nay cả bản sẽ ăn một bữa ẩm thực của các anh ở dưới Hà Nội nhá. Cá. Gà này, cho gà vào này. Gà. Đấy. Mấy đứa trẻ con hôm nay nó đi đâu mà ít thế này? Gọi xuống đây mà ăn kẹo. À, giao cho thôn bản cái ấy này nhá. Cái thịt sấy này để hôm nào ăn sau. Gửi tủ mát nhá. Này. Giao cho thôn bản cái thịt nhá, A Su nhá. Cái này để vào tủ gửi tủ mát hôm nào ăn sau. Hôm trước là 4 cân rồi, hôm nay là xem nào. Gà đây, gà đây. Chậu đây nó chưa được chuẩn xong. Hôm nay là 4 cân nữa nhá. 4 cân nữa. 1, 2, 3, 4 cân, đúng 4 cân. Cái này lẻ này chắc là cho nó tươi. Hôm trước 4 cân, hôm nay 4 cân là 8 cân. Còn 12 cân nữa cơ. Đấy, bảo bà con cất đi vào tủ mát nhà A-Z ăn dần nhé. Hôm nay chưa ăn cái này đâu. Hôm nay ăn toàn món của các anh thôi. Anh xem bảo nhờ chị em lấy rau một cái. Bảo nhờ chị em lấy rau này cái. Lấy rau. Rau cỏ này cho ra nhặt để làm được con ăn thôi. Xuống suối rửa cho sạch. Đấy, cái này mang xuống suối, khoác lên vai. Suối rửa. Khiêng đi. À, gà nữa. Cá nữa, cá đâu? Cá rồi. Còn cái giò cái không phải rửa này, đậu không phải rửa này. Thịt. Cái này cũng phải rửa đấy. Thái rồi nhưng phải rửa đấy. Không phải rửa. Phải rửa anh ạ. Thịt rửa không? Đậu không phải rửa đâu, đậu ở trong túi mà. Thịt gà đâu, gà vào xúc gà anh xúc chưa? Đấy, gà đấy, gà thịt. Mang xuống khe rửa nhá. Đấy, nhiều đồ lắm. Đậu cho em ơi. Đậu không phải rửa. Đậu không phải rửa đâu, lấy gà thôi. Gọi dưới Làng Linh mang cái nồi to to lên để luộc gà. Mượn ở Giàng ấy. Cái nồi hôm nọ luộc gà dưới nhà Giàng ấy. Và nó mượn nhá. Có chảo rán cái gì không nhỉ? Rán cá. Mượn thêm một cái chảo nhá. Chảo to to tí. Rửa rau ở dưới này. Lúa nương đẹp thế.
Như cô lấy cái mẹt kia lên để lấy cái để đồ dọn nhé, để lấy chỗ. Hú bọn kia là lấy cái mẹt lên máy tời. Gọi điện cho nó thì không không. Cái mẹt. Nó kia kìa, nó để tròn tròn kia kìa. Cái chưa có, nó. Còn nó chưa nhớ kỳ lắm đâu á. Cái này mà ai xuống nhà thằng Dê thì gửi nhà nó nhá. Chị Bâu. Đi. Gửi cát. Đi lên xem anh em đổ bê tông một tí ở trên kia xem như nào. Ôi, đi xe máy đi. Đi bộ lười lắm, xa lắm. Dốc cao nữa. Ờ, xe máy cho nó máu. Xem có lên được không nhá. Không có đà. Uầy. Tốt. Nhiều chưa? Để đâu được. Dốc phết nhỉ. Đây sáng nay được đoạn này đấy ạ. Ừ. Vật liệu chậm đâm ra là công đoạn đổ cũng chậm ha. Cái gì? Chị Pâu. Ây da, vật liệu tập kết được dài phết rồi đây. Cứ có xi là đổ, có xi là đổ thôi. Chờ xi thôi phải không? Càng lên thì bà con càng vất vả. Công đoạn nó càng chậm lại. Ôi, xe máy ai để từ hôm qua để đây luôn à? Không lấy về à? Ui, tí mấy anh em xuống nghỉ thì bảo chặt hộ mấy chục tàu lá chuối này lên để đi tí giải ngồi. Ừ, lúc nào nghỉ ấy nha. Đúng rồi, đảo bằng cái ui xi xuống dưới kia nhiều quá thế kìa. Đấy, 50 cân một đấy. Xe máy lên để mầm thôi, phanh đi ấy. Thôi nếu mà đúng là 50 cân mà trời khô thế này là thoải mái nhỉ. Đội tuyển cống cát kìa. Triển khai làm cái cột kia nhanh nhanh để làm mấy dây cáp tời cho nó tiện. Đỡ phải cõng. Đến đâu? Đây á, dây này á. Lên đến đâu ấy? Ô, lên đến trên này cơ mà. Nó mà lên được điểm kia thì đẹp kìa. Đây xe dân bản nó còn bỏ giữa đường đấy cơ. Tại vì lên đến đoạn này nó đỡ được khá là dài với cái đoạn đường đi bộ rồi, nên là dân bản mang hẳn xe lên đây bỏ ở đây để đi lại. Cát lên đây thì phải nói là rất là hiếm và quý, từ những cái vỏ bao đủ độ dày không đấy cán bộ, được không? 10 phân nhé.
Đá cả vào đá tí bay xuống vực. Làm cái gì kia? Nó chạy xuống là đốt bếp vào đây. Hả? Đấy. Đun bếp vào đây á? Đó. À rồi. Sao bên kia là nó đang ngồi bạc bạc coi nó đang chơi. Cái này cũng là nó phải có khói. Đào bếp luôn đấy anh. Đào bếp đây. Kia mấy kia một hòn nữa kìa em kìa. Làm ba hòn mà cho chắc. Thanh niên đi kiếm cho anh mấy hòn đá nữa. Làm mấy bếp nữa. Đấy, một bếp rồi. Cái hòn này hơi cao thì phải hạ. Hạ hòn này xuống tí quá. Cái gì? Rơi đậu xuống suối á? Có trong túi bóng mà nhặt lên ăn được. Rơi ở suối hay là rơi ở núi? Thấy chưa? Nát. Ôi trời ơi, phí quá nhỉ. Cái gói gì anh? Ở xe máy. Ở xe máy có thấy không? Chắc lúc nãy lấy ra đây rồi. Đấy là tiêu rồi đấy. Chết rồi, thế thì thiếu đi một món đậu à? Hả? Đây bảo bảo anh em mua cho anh. Mua bây giờ phải gọi người dưới kia. Số ơi, có số điện thoại dưới. Mua bao nhiêu đậu thịt cơ? Mua gì anh? Đậu hả? Ờ, đậu phụ thế. Giá nào cũng không cơ. Mua nhá. 100.000 là đủ thoải mái mà. 200 đi. Để cho xuống. Đây đây, chú ơi. Không mua 200.000 đậu. Món gì đầu tiên? Rồi, bây giờ là nồi lửa rồi đấy. Lộc gà thì đang chờ nồi về. Đây bỏ xin được mình nhận này. Bỏ nó xem đạo dụng được vào trước đi. Được rồi, để em ấy cho. Cho nước vào. Còn cái nồi to hơn được nào được không? Ờ. Đây này, bát đũa để ra cái mẹt này. Đây này, bát đũa để ra đây em ơi. Để đằng này. Còn cái nồi nào to hơn không? Đầu bếp chính sẽ là anh Hưng đạo diễn cho cái món ở đây cho bà con. Bên này là anh Su đang làm thớt đây các bạn này, kéo thớt. Phía bên này là một nồi gà luộc và bếp này chuẩn bị rán cá. Được chưa? Xe để cho xe qua để đi lấy cái chảo với hộ anh cái. Đây tiếp tục đây là cái món huyền thoại. Huyền thoại. Gà rang gừng không phải huyền thoại đâu. Ở đây là gà mang ớt mới là huyền thoại. Không rang gừng nữa. Không rang gừng cho ngon anh ạ. Rang gừng cho ngon. Gừng ngon đây, mang ớt ngon hơn. Hôm nay là ăn món gừng. Mang ớt đây. Hôm nay món dưới xuôi. Hôm nay ăn món dưới xuôi.
Tàu xong lại cho nước mắm luôn nhá. Dạ. Tàu xong lại cho nước mắm. Vâng. Cả con là con nhá. Đầu sáng rồi. Thì chói vé chỗ này tàng đâu rồi, chọc vào đi, chọc vào đùi nó chứ, chọc vào đấy, tí thôi, tí thôi, rồi rồi đổi bếp, đổi bếp, đổi bếp sôi chưa đây, đổi bếp, bếp này xong bên này, từ 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 cho nhờ đổi bếp, chưa không để được khói, cho gà xuống đã, đảo nó khói, anh em mình đứng bên này nó không khói, đổi bếp này ta kêu cho xuống đi, cho gà xuống đi, cho gà thôi, ở bên này ăn xào chứ nó ăn được đâu. Cho con nốt con kia xong là bạc sẽ kia xuống vần đi. Cho nốt con kia vào. Lấy cái đũa về lật đi lật lại mà phát. Lật đi lật lại phát xong là nhấc xuống đi. Ủ nó thôi. Đổi bếp thì bên xong bên này đỡ khói hơn chú. Rồi rồi rồi, chờ tí chờ tí. Nó sôi lên phát là được. Sao? Sao đâu. Trải nghiệm về tí khói cho nó. Chất. Cái thích của chú hơn mà. Chú hôm là chú thích như này thì không được rồi. Thì đã chú lại không ấy. Anh đun thế nào cho nó sôi lên phát là anh nhấc hẳn ra ngoài này này. Nghỉ thôi ớ, bảo chặt thôi lá chuối chứ chặt à. Quên rồi, thế thì lại phải đấy đi đi sang bên kia chặt đây. Làm cái chỗ ngồi đi. Nó sạch sẽ tí. Nghỉ đi. Chuẩn bị chén thôi. Đang đói quá, ừ. Thấy thơm thơm là đói rồi phải không? Tiếp tục là món cá ướp súp rồi sao anh Hưng? Úi giời ơi, chuyên nghiệp thế. Sốt cà xua là của anh Phúc. Cá to hết rồi cơ. Cá to. Tí ở đây uống rượu nhá. Ở đây uống rượu anh ạ. Cái gì đấy? Nấu cái thịt nhưng mà hôm ấy cứ cắt nhưng mà hôm cắt phát như này. Đây, được rồi, để như thế. Phát như này. Đấy, xong rồi cắt kệ đó, kệ để yên đấy. Đây tay vào giữ vào. Đấy. Hai miếng to ra đi, bé quá. To rồi. To rồi anh ạ. Đấy là vừa là đấy. Không xào đâu, nấu với thịt thôi mà anh. Ok anh, đấy. Bây giờ cho ra cái bát, cái tô ấy, bát tô ấy. Hay cái nồi, cho vào nồi luôn này. Này này này. Nó có luôn rồi à? À không được. Đây, cho vào đây. Chị chảo mà rồi. Đấy, bây giờ thiết kế cái lấy cái lá nó sạch sạch nhá, đừng sâu nhá. Thiết kế cái mâm bằng lá chuối. Đây là gọi là ăn cơm mẹt đấy. Đây lấy một nửa thôi. 6 mẹt đấy. Đấy để xuống, để cậu. Ơ không cần, cứ để xuống đi. Quay ngược lên, quay ngược lên. Đấy, đấy bây giờ anh lấy. Em lấy dao hoặc là rửa qua đi quá. Cái bụi kìa. Tí nữa em lấy dao em vanh thế nào một phát nó nằm ở bên trong cái mẹt này này, hiểu không? Nhưng mà phải rửa đi. Đấy, một cái mâm lá chuối ngon nghẻ đây rồi. Chuối làm 6 cái đấy, 6 mâm đi. Làm 6 cái đấy, nhưng cái này cắt chú ý là đừng cắt hở như anh ấy nhá. Cắt nó thật khít vào. Tí đựng thức ăn vào đây đấy. Được, anh ăn nhà hàng nhiều rồi khéo làm nhỉ. Đấy, đẳng cấp ấy nha. Cá chiên sốt cà chua. Nhà Bảo Thái thì làm giúp anh với. Vào trong bạt mà ngồi lại ngồi ra nắng để phơi nắng à? Hả?
để kiếm làn da đẹp à? Chịu nắng quen chưa? Đấy, tiếp tục ở bên này thì làm một bếp mới. Anh sẽ đạo diễn cái món huyền thoại của anh ấy. Anh bảo anh mới sở trường cái món này đúng không? Em cũng thích cái món này. Gọi là thịt ba chỉ rim đậu cà chua. Đấy, trước tiên là phi hành rất là thơm đây, thơm nức rồi. Thực sự là ở nhà nấu khác, nhưng ra đồi ra rừng cái cảm giác nấu nướng ở ngoài này nó có quyện với cái hương vị của thiên nhiên nữa. Một ít hương lúa, một ít gió trời nữa. Bên cạnh là suối reo nữa, phải nói là cái ẩm thực ở đây nó mang cái hương vị nó rất là khác. Quyện thêm mùi khói bếp. Khói bếp lan tỏa. Các bạn đâu, gọi vào đây để tí nữa ăn cơm nhá. Đội này chắc hôm nay nó được nghỉ. Bên này là nồi luộc gà của mình ủ, không biết là chín chưa đây. Hôm nay cũng làm nhiều món phết đấy, không phải là ấy đâu. Khéo khéo nhá. Đúng là nhiều sao. Mở từ từ từ. Có dài đấy, ngủ lắm. Cho sang bên kia. Cho sang bên kia. Đấy, cho nốt người ta cùng. Ôi, vào chân đúng đấy. Đỉnh cao của ẩm thực ấy nha. Đây đây mẹ đây, cứ được cái đi đấy, cho dò lên. Trời đúng kiểu cỗ mẹt nha. Em bê sang bên này, em bê sang bên này. Giải cái bạt kia ra đi. Mấy chị em ơi, xuống hộ anh mấy cái bạt biếc cái nó rộng ra, xong giải lá chuối ra đi. Tiếp tục đây là món bí, canh bí với nước luộc gà các bạn ạ. Để anh cho hết cái nước này vào, không nước này không có được. Không nước tí ăn cơm được anh. Không cho đây nước gà anh. Nước gà. Sợ mặn đấy nhá. Mặn đấy, thật đấy. Nước gà cũng súp rồi mà nước này súp. Yên tâm, không mặn nha. Bên này là chín chưa? Mở xem nào. Cà chua chưa chín rồi. Thiếu cà chua nhá, chưa cho cà chua. Chín chưa anh? Xong rồi đấy. Xong rồi đúng không? Giờ cho thêm cái gì? Không cho cà chua, cà chua. Không cho cà chua à? Thế như có hương vị hạt tiêu phải không? Hạt tiêu. Hành lá. Ừ, hạt tiêu, hành lá, đậu, thịt, nước mắm, súp. Có khi là ổn rồi đấy anh ạ. Cho vào xong là đặt xào cái lòng phát nữa là xong. Chặt gà nữa là ok. Chưa đủ. Ui, chín lắm rồi anh ạ. Bỏ nó tôi kia vào đi.
Cà chua cho vào gì anh Hưng ơi? Cà chua để làm sốt sống. Cho đi. Đây. Cà chua đậu phụ. Cho đậu phụ. Ừ, để đấy, để đấy. Đây rồi. Không cần nữa. Ê, thôi rồi. Nóng lắm. Thôi được. Lấy bát để múc đậu, múc cái đậu ấy, chia sẻ đậu để cho ra ra mẹ vào, ra mâm ạ. Đậu để ngoài ăn cơm, con cơm. Để ngoài trong cái cả nồi ai ăn thì vô. Đổ ra luôn nhá, xong lấy cái ấy ra đây cho anh luôn. Cả cái này đổ luôn đi. Chanh ớt ở trong túi có cái túi đấy. Lá chanh nữa, tùy thái lá chanh đi. Lá chanh, ấy rồi. Anh ấy vào đây 9 rồi, ăn cơm đi. Đây các món ăn hôm nay đại tiệc ở trên cống rua thì rất là nhiều món luôn bạn ạ. Gà rang này, gà luộc này, cá rán này, đậu rim thịt này, rau sống này, bí này, giò này, sáu mâm. Vào đây anh em ơi, vào đây. Còn mướp xào nữa, cái món mướp xào đâu? Mướp đắng xào đâu? Đây, mướp đắng, một người cầm, một người múc cho nó nhanh. Không. Cái mướp đắng xào, à đâu? Mướp đắng, đây. Đây. Mướp đắng xào lòng. Ngồi bên đây. Vào nhanh lên. Đúng rồi. Cơm là thủ sẵn rồi. Ngồi vào đi. Cú. Ngồi vào. Ui giời, còn chờ đợi gì trong cơn mưa này nữa. Này còn thiếu mướp đắng nhá. Này đúng cơm nhà hàng luôn. Yeah. Đúng mẹt nhà hàng luôn, đừng có đùa. Nó mó. Rót bia ra. Xem đội cán bộ Hà Nội với lại cán bộ cống rua ngồi cùng một mâm. Đấy, gặp cho các bạn với nhá. Các bạn trên này chắc là ngại đấy. Các em nhỏ hôm nay sợ ít thế nhỉ? Có mỗi mấy đứa này nhỉ? Ăn no nhá. Bia uống đi. Nằm mó. Nằm mó đây. Ăn tự nhiên đây anh em. Đấy, trên kia là có mâm của chị em phụ nữ. Cái này dịch sang bên này một tí. Dịch sang bên này một tí.
vào đây, vào đây. Bên mâm kia các chị đông đấy, sao con san sang bên này? Bác trai kia vào đây bác ơi. Đấy, một bộ bữa cỗ thịnh soạn nơi lưng đồi và nó là quá tuyệt vời luôn. Hai bác Hà Nội mang những cái nét ẩm thực ở dưới miền xuôi lên miền ngược. Bà con cứ tự nhiên nhá. Còn ai nữa vào đi, ngồi đi. Ông Phúc ơi. Ông vào đi. Nấu theo kiểu Hà Nội ăn, các bác ăn có ngon không? Xúc xích không? Nào, rô cái nào. Đâu? À ừ, đây đây rồi, anh xin nhá. Nào. Anh Phúc ơi. Nào. Cầm rô cái nào. Hai bác bếp trưởng. Nào. 1 2 3 rô, 2 3 rô, 2 3 rô. Đấy, hết nhá. Hết nhá. Nhá. Hết nhá. Ai à. Hôm nay ăn hương vị của Hà Nội nhá. Cơm mẹt. Như nhà hàng luôn. Cống rua hôm nay ăn như nhà hàng nhá. Ăn khỏe bà nhá. Ơ anh Phúc vào đi. Tí nữa hết người ta ăn cái kiểu đấy. Ăn nóng hiểu không? Chứ không phải là người Mông à, thường là nấu ăn ở nồi thạch xanh. Ăn một tí hết xong lại chạy vào bếp. Nào ăn đi. Ui thưởng thức đây. Ui ui ngon đấy. Miếng thịt gà luộc lưng đồi này thôi. Mời anh em nhá. Ơ tranh đồi vắt vào đây. Ăn tí vào đây. Ăn cơm bốc. À ăn bốc nó mới đúng bài. Mời các anh nhá. Mời anh em nhá. Ngon thật. Mang cái hương vị núi rừng vào đây. Con người thân thiện, vui vẻ. Hương vị cống rua vào đây đúng không ạ? Tuyệt vời. Mấy thằng cu kia, con A Tông kia vào đây ngồi. Thằng gì nhỉ? Con A Cua vào đây này. Ngồi mâm này. Cua lại đây ngồi mâm này. Ngồi mâm. Anh đi lốt con đường còn lại nhé. Vâng. Và cả anh. Vâng. Anh giữ gìn sức khỏe. Cố gắng đi làm lốt con đường. Điện thoại. Chân cố giòn nó vất vả nhưng mà có. Tất nhiên là. Nhưng mà bà con này tất cả là trông cố giòn chắc. Nhưng mà trông xã với là trông hình chắc cũng bao giờ làm được. Nhưng mà hôm nay. Bởi vì là bây giờ anh Tú là nó hỗ trợ cho mọi anh bà con. Có tất cả mọi người cùng nhau hỗ trợ. Cùng nhau. Cùng nhau. Góp công góp sức. Các bà con là quyết tâm như anh Tú luôn. Rồi. Các anh đi. Nào, mời anh nhá. Nhá cả nhá. Có. Rồi nhá, mời nhá. Anh em đi. Anh em đi với anh lái xe. Anh dùng. Có chứ, bên xã phường là cũng hỗ trợ về công đấy, phải họ không hỗ trợ đâu. Có đấy. Anh em cố gắng nhá. Hết. Hết. Đấy. Ừ. Anh Hưng đợt trước đã giúp đỡ bà con về cái bóng điện rồi đấy, bóng tích điện đấy. Với lại đường. Trong lúc làm đường ấy, mấy lần rồi đấy. Nhưng anh không hay công khai đâu. Ăn nhiều vào. Dạ, ăn nhá. Ăn mạnh vào đi. Một rất nhiều, ăn thật khỏe vào, ăn hết. Đừng bỏ. Mồi vào rất nhiều, ăn nhiều quá. Nó không nào mà bỏ cái tận cũng chưa.
Thịt còn không? Còn múc ra hết đi. Mấy thanh niên? Xem trên này xem nào. Ăn hết được không? Hết chứ nhờ. Múc ra đi còn cái gì, múc ra hết đi. Hết sạch. Thế chứ. Ăn thế là tuyệt vời đấy. Thế còn các chị em trên này nữa. Wow. Ngon không A Khua? À, tuyệt vời không? Đấy, quá tuyệt vời đúng không? Bữa cơm động viên cho bà con thế này là phải nói là cực kỳ tuyệt vời vào cái thời điểm khó khăn gọi là giáp hạt này. Vừa là ngày tháng gọi là giáp hạt đói, vừa là những cái lúc mà bà con khó khăn nhất trong lúc làm đường nữa, nên là rất là vất vả. Bữa cơm quá tuyệt vời. Ăn đi, hết chưa? Múc ra còn cái gì, múc nốt ra. À thế là cái chỗ quần áo hôm nọ là phát rồi cái gì? Phát rồi. Cái chỗ quần áo các bạn xem ở cái tập phim mà chia tay ông Chiêu ấy, khi hôm trời mưa mà có sáng xong là phát luôn 4-5 bao quần áo của các cô các chị ấy. Nhiều phết đấy, nhiều chủ nhân đấy. Chứ em còn nhớ là của chị Xuân Đới. Một hộp dài dép, dày dép đúng không? Còn một bao là toàn của ăn trẻ con mới đấy. Đúng rồi. Cái đấy là chị bao sợ. Bao là toàn là quần của phụ nữ mà toàn của áo mới thôi. Có một bao bà bầu, bà bầu mà chị đấy, gửi đấy, cho một bà đấy, bầu bà đấy. Đấy. Một cái bà bầu ở trên huê trên này này. Đúng rồi. Quên mất không được dặn rồi, hôm nào em vào hãng phát. Hôm nào cái quay số là bảo hôm nào nắng thì phát chán lôi phát, bà con vào nhà phát luôn rồi. Thế đúng ra là em đó, vào đây mà em quay lại cho mọi người biết được không, lại bảo là quần áo các thứ không đến tay thì chết. Chết cái người nhận như em này. Thôi được rồi. Đấy nó cũng qua rồi thì thôi, lần sau rút kinh nghiệm. Xong chưa? Giờ anh em nghỉ ngơi làm chiều làm nhá. Em xin phép đây. Bây giờ về đưa các anh đi lên trạm tấu chơi một chút. Đấy, một bữa cơm rất là tuyệt vời của các anh chị gửi đến bản làng động viên bà con này là quá là tuyệt vời rồi. Giờ thì về thôi. A Khua bảo anh em cố gắng làm cái dây cáp nhá. Nếu mà đến đâu? Đến đâu? Đây á? Từ đây đến kia thôi à? Đến chú ở hồng. Con nương tí thôi mà. Con nương tí á? Thế thì làm cột đến đoạn kia đi. Cái đoạn này cất đi. Mà là dành trăm dưới. Đúng rồi, kia nó phải lên cái đoạn kia. Trên kia thì nó mới bỏ công được. Còn lên ngay đây thì không được. Mà dành ý thì mà nó phải đến cái cây kia thì buộc cái cây kia gì. Ừ. Thôi cứ đào lỗ đi, xong rồi có gì thì alo cho em. Buộc cây gì? Thế hôm nào mà anh em mà đi ra ngoài thì lấy dây cáp về mà cho nó đỡ vất vả, chứ còn khuôn này căng lắm. Nhé. Không phải là mai kia lấy thì mai kia làm luôn. Cái này thì nó lấy nhá. Bây giờ nó chuẩn bị vẫn thôn nó rồi thì. Để thu lối xong rồi mình lấy. Thế được, tùy anh em nhé. Trên này bố trí nào cho nó hợp lý. Thôi em về đây nhé. Chào anh em nhá. Ở lại làm sau nhá. Xin phép đây. Ôi anh em mình chào mọi người nhá. Đấy. Chào cũng dưa nhá, hẹn gặp lại. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cả một buổi sáng có những cái mâm cơm rất là ngon để mời tới bà con cống rua rồi. Giờ cũng đã muộn rồi. Mình cùng với anh Hưng cũng về đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo về con đường huyền thoại cống rua.